No new known. No new known. Lose, lost, lost. Lose, lost, lost. Live, let, left. Let, let, let. Mean, meant, meant. Make, meet, meet. Make, meet, meet. Meet, met, met. Put, put, put. Read, read, read. Run, ran, run. Now I read again. Run, ran, run. Read, read, read. Put, put, put. Meet, met, met. Make, meet, meet. Mean, meant, meant. Let, let. Live, let, left. Lose, lot, lot. No, new, known. Now again. No, new, known. Lose, lot, lost. Live, let, left. Let, let. Mean, meant, meant. Make, meet, meet. Meet, met, met. Put, put, put. Read, read, read. Run, run, run. Read by yourself with what you can read, tell me. Ta tự đọc bài từ năm khỏi cô. Có, từ 33 đọc con nặng có. 33 đọc là live, left, left. Live, left, left. Live, left, left. Có. Tớ đấu chuyển của tư bà hại con. Lose, lose, lose. Nào là lose, lost, lost. Lose, lost, lost. Tư bá một lần. No new known. No new known. Nhưng mà nào xong thì chúng ta giơ tay lên để cô biết nhé. Phải bàn nói read again. No new known. No new known. Lose, lost, lost. Live, left, left. Live, left, left. Let, left. Mean, meant, meant. Make, meet, meet. Make, meet, meet. Meet, met, met. Meet, met, met. Put, put. Put, put, put. Read, read, read. Read, read, read. Run, ran, run. Run, ran, run. Chị bàn đã ghi xong. Còn bộ bàn nữa. Còn bộ. À, một bàn chụp cho cô cái hình này. Để lên chụp cho cô nữa. Để tỉ mưa những bàn... và buồn có thể là đi được. Mười hai bàn là sắp còn một bàn nữa. Con Phạm Quỳnh. Nó một bạn gửi chụp cái này gửi lên cho cô, gửi lên nhỏ. Yeah. Ok. Vậy là 13 bạn đứng sau. Cô đọc lần cuối cùng. No new known.
No new known. Lose, lost, lost. Lose, lost, lost. Live, left, left. Live, left, left. Let, let, let. Let, let, let. Mean, man, meant. Make, meet, meet. Make, meet, meet. Meet, met, met. Meet, met, met. Put, put, put. Put, put, put. Read, read, read. Read, read, read. Run, ran, run. Run, ran, run. Read, read, read. Put, put, put. Meet, met, met. Make, meet, meet. Mean, man, man. Let, let, let. Leave, left, left. Lose, lost, lost. No, new, known. Đấy, cô đã đọc rất là nhiều lần. Đúng không? Thế về nhà chúng ta chú ý để chúng ta quay video đọc. Now we come to slide, next slide. From 41 to 50. Ta tiếp tục ký từ trang 41, từ đồng từ 41 đến 50. Now on class you lower your hand please. Đã hạ tay xuống. Cởi cỡ. Ơi, nói đi em. Hình như trong trong đấy có một từ lặp lại vậy. À, lặp lại đến trước rồi đúng không? Từ nào em? Dạ. Từ 41. Sau 48 mà có. Có quái là từ 48. À. Có quái là từ 30 trở lại. Ờ, à, đấy đó. 30 trở lại có. À. Chưa em à? Để từ kíp. Là người có, em nghe nhớ là có mà có. Chưa, mới đầu đến phần chụp tích mà. Ừ. Đúng không? Phần theo hân vân, theo vân án và bế mà. Chưa đến vân đó. Giống rộng nhưng phải không? Nhá. Từ 48 đúng không? À, cũng ý là viện dạ. Dịch cá là nội đúng không? Hay là thế nào? Dạ. Là trong lưng trước. Anh ấy từ 41 lần nói đấy. Từ 48 lần nói đấy. Đúng không? Dịch ra là một trường hợp khác. Ví dụ tôi sấy nên ăn tối nói với ai. Còn từ sơ bích cỡ 48 nó nói ngôn ngữ gì? Tiếng Anh, tiếng Việt chị đâu? Dạ.
7 bàn là ghi xong à? Hai lúc này chứ hai đấy chú. Rồi, vậy 7 bàn là ghi xong. Now, read up to me. Say, said, said. Say, said, said. She saw, seen. She saw, seen. Shall, show, showed. Showed, showed. Sent, sent, sent. Sent, sent, sent. Sing, sang, sang. Sing, sang, sang. Chơi cũng một tiếng. Alo, giờ em trai. Uống bia không mà. À, dạ, anh bé Vĩnh không? Ồ, rửa. Vô gì đó anh? Vô gì đó. À. À, thật á. Anh. À, anh say đâu, say đâu. Say đâu. À, đọc chuyện đó, rồi, quấn tá có ai đi nữa không anh? À, rồi, thi vui thôi. Dạ. Anh nội chứ, anh giờ anh gọi cho chị Kiều cho Trinh Trọng nhé. Không. Hả? Thôi. À, cái buổi đó là anh mới đi không? Dạ. Thấy thật à? Vậy, giờ em nó không được nhưng mà sớm Trinh Trọng lắm với chị Kim thì nó tí ném khi không tưởng ngắn lứa anh. Dạ, anh chịu khó nói tính nhé. dạ. rồi mái tỉnh giờ mái tỉnh táo với mà nhận. À rửa nhưng mà bất khẳng là về chưa à? À không. Vẫn chưa đặt được phải không? Dạ. Anh em 86 gặp lại nhá. Dạ, ok. Ok, hiệu trưởng vừa gọi cho cô nên sorry các bạn. Sớm ngày mai có lớp nào học tiếng Anh này? Có lớp số 7 cô ạ. Để máy được nhờ nhá, máy cô đi công tác. Mai có lẽ giáo viên khác coi dạy thay. Có dừng hết chương trình hay chắc là nghề nhàng. Học nghề nhàng thôi. Oh yeah. Cái gì em? Rồi có đọc lại. Say, said, said. Say, said, said. She saw, seen. She saw, seen. Shall, show, showed. Shall, show, showed. Send, sent, sent. Sing, sang, sung. Sing, sang, sung. Sit, sat, sat. Sit, sat, sat. Sleep, slept, slept. Sleep, slept, slept. Speak, spoke, spoken. Speak, spoke, spoken. Spent, spent, spent. Stand, stood, stood. Stand, stood, stood. Spent, spent, spent. Speak, spoke, spoken. Sleep, slept, slept. Sit, sat, sat. Sing, sang, sung. Sent, sent, sent. Shall, show, showed. See, saw, seen. Say, sat, sat. Now read by yourself. We go to country. Tell me, please. Ta tự đọc bài. Từ nào cũng đọc được. Cô. Làm vừa sống hay là ăn vừa sống? Vậy có phải làm không anh?
hai được à? Now I read again. Say, said, said. See, saw, seen. Shall, show, show. Send, send, sent. Sing, sang, sung. Sit, sat, sat. Sleep, slept, slept. Speak, spoke, spoken. Speak, spoke, spoken. Spent, spent, spent. Stand, stood, stood. À, tí nữa cô các bạn nhắc để cô hướng dẫn cho các bạn cài đặt cái hướng dẫn cho các bạn cài đặt cái iOS tiếng Anh trên mạng. Và riêng riêng lớp chúng ta, bạn nào mà giải quá được hết các vòng trong đó là cứ chụp hình báo cho cô sẽ có phần thưởng. Bất kỳ bạn nào, được chưa? Cái cách thi cũng không khó lắm đâu, nhưng mà cô muốn đồng viên cho lớp để các bạn khi chúng ta thi xong được một cái 30 câu ở 30 vòng đó, các bạn thi được quá 30 vòng đó thì các bạn sẽ đồng thời ôn được lại hết toàn bộ chương trình lớp 6 của chúng ta. Lên lớp 7 chúng ta sẽ học rất là vững. Mà các bạn thi trong cái vòng IOE thì nó rất hay, nó giống như trò chơi, nên là các bạn sẽ rất là thích thú, làm được rất là thích thú, dễ làm. Đấy. Nên là những bạn nào thi quá 30 vòng đó và điểm là phải đạt 80% trở lên. Nhớ điểm đạt 80% thì dự 80% làm cho cô bài là không được, mà phải cố gắng đạt 80%. Thì cứ chụp hình cô sẽ gửi phần thưởng, gửi quà tặng cho các bạn. Đó. Là chỉ có duy nhất được ta thôi. Được lắm ạ. Cái gì em? Được lắm mấy lần. À, được lắm mấy lần thì cứ vào đó khi nào đủ 80% mới thôi. Nhớ. Vào đó cứ trải nghiệm. Thì mình có thể hướng dẫn. Và bây giờ đến mùa hè rồi, rảnh rỗi rồi thì các bạn cứ luyện. Và cô đã nói là tạo phần thưởng rồi thì các bạn là cố gắng thích để mà học cho các bạn học tốt hơn. Có. Ừ, nói đi em. Giữa hè có phải học không có? À, cái đó là tôi ở trong các bạn hết khóa này rồi. Ai có nhu cầu tiếp đăng ký tiếp. Nhớ. Yeah. Còn không thì ta dừng lại khóa. Nếu dừng lại khóa mà ít người đăng ký quá thì cô sẽ xét, nếu mà có thể đủ tiêu chuẩn thì cô nhập vào cái lớp 6A1. Lớp 6A1 thì họ đăng ký lâu dài luôn. Đăng ký lâu dài luôn. Phụ huynh đăng ký là cả mấy năm luôn. À, nhưng mà lớp 8 nghe mới học mà cứ rùng rơi như thế thì không ổn định được tổ chức, là có thể là bị giải thể. Cô cho em ghi lại cái câu tư vấn từ 30 đến 50 đi cô. Từ 30 đến 40 chứ. Dạ. Từ 30 đến 40 có trên nhóm đấy em. Em trừ đỏ nhé, em trừ đỏ trên nhóm có rồi, em ghi 6 nhé. Các bạn chụp cho cô cái này lên nhóm đi. Chụp cái này lên nhóm đi. Để đã chuyển sang slide sau.
Chứ bạn nào gửi lên nào, gửi lên nhóm cho cô nữa. Để cô chuyển cho lại nữa. Rồi, ok. Cô đọc lại thêm lần nữa. Say sad sad, say sad sad, see saw sin, shout so so, sent sent sent, sing sang sang, sit chat chat, slip slap slap, speech spoke spoken, spent spent spent, stand stood stood, spent spent spent. Speech spoke spoken, sleep slap slap, sit chat chat, sing sang sang, chant chant chant, shell so so, see saw sin, say sat chat. Okay. Now we come to next line from 51 to 60. Now on glad you lower your hand lid. Mở tất cả hai tay xuống. Con bộn bàn nữa ha, bái dụng đi. Các bạn nào bái dụng tuy lính chỉ hiểu ha, lập ra bạn. Shim sham sham, shim sham sham. Take took taken, take took taken. Tick tock tock, tick tock tock. Tell told told, ting tock tock. Through throw a throw through thrown. Understand understood understood. Where go gone, where go gone. Wind gone gone, right road written, right road written. Wind gone gone. Where go gone? Understand, understood, understood. Throw, through, thrown. Throw, through, thrown. Think, thought, thought. Think, thought, thought. Tell, told, told. Tick, thought, thought. Take, took, taken. Swim, swam, swam. Và vì chúng ta đọc ba cái cột nó cùng một lúc nên là nghe nó rất là nhịp nhàng dễ đọc nha. Và cũng là trong cái phần 360, đấy là 1060 trong 360 đồng từ bất quy tắc. Và để dạy cho nhiều học sinh dễ học về cái phần đồng từ bất quy tắc thì có thầy nước thầy ở thầy thầy nước ngoài đã phát minh thành một cái bài rap để đọc rap. Tí nữa cô sẽ cho các bạn nghe xem cái thầy này đọc rap về cái phần đồng từ bất quy tắc này, thì thầy là nó rất là quan trọng. Người nước ngoài họ cần phải học thuộc cái này chứ không phải là riêng mình.
Now I read again. Seven students finish. Shim sham sham. Shim sham sham. Take took taken. Take took taken. Tick tock tock. Tick tock tock. Tell toe toad. Tell toe toe. Ting tock tock. Ting tock tock. Throw through thrown. Throw through thrown. Understand understood understood. Where go gone. Where go gone. Win gone gone. Win gone gone. Right road written. Right road written. Khi chúng ta đọc bên đây, chúng ta đồng thời liệt sáng cái vị bến nghĩa tịnh Việt nữa để chúng ta nhớ cái nghĩa của nó luôn. Shim sham sham, shim sham sham. Take took taken, take took taken. Tick tock tock, tick tock tock. Tell toe toad, tell toe toad. Ting tock tock, ting tock tock. Throw through thrown, throw through thrown. Understand, understood, understood. Understand, understood, understood. Where go gone, where go gone. Wind gone, gone, wind gone, gone. Right road written, right road written. Right road written, wind gone, gone. Where go gone. Understand, understood, understood. Throw through thrown. Think, talk, talk. Think, talk, talk. Tell, toe, toad. Tick, tock, tock. Take to taken. Swim, swam, swam. Okay, read by yourself. We go to can read. Tell me. Tạm màn đã xong. Màn đã xong thì chúng ta giơ tay lên. Nhưng bạn có like chúng ta khẩn trương. Quỳnh thiên mạnh, chân tinh khắc hiệu. Bạn Quỳnh. Now I read the last time. Shim sham sham. Shim sham sham. Take took taken. Take took taken. Tick tock tock. Tick tock tock. Tell toe toad, tell toe toad, ting tock tock, ting tock tock, throw through thrown,
throw, through, thrown. Understand, understood, understood. Understand, understood, understood. Where, gone, where, gone. Win, gone, gone. Win, gone, gone. Right road, written. Right road, written. Win, gone, gone. Where, gone. Understand, understood, understood. Throw, through, thrown. Think, thought, thought. Tell, told, told. Tick, tock, tock. Take, took, taken. Swim, swam, swam. Còn trần tinh khắc hiệu nữa. Các bạn khẩn trương. Rồi tôi sẽ cho các bạn xem cái video của cái thầy tấy đọc phần đọc cái phần động từ bất quy tắc, đọc lại phần này. Mình xem. Này. All right, everybody, let's learn some irregular verbs. Go, take, took, took, taken, taken, shake, shake, shook, shook, shaken, shaken. Are you having fun? No. Would you have more fun if I hit you with my hand? this is my hand, my third hand. I have another idea, maybe a little bit more fun. Way to learn irregular verbs. You want to try? Yeah. Yeah? Okay. Let's try. Kit, kat, kat. Win, won. The microphone I take, took, taken. You shake, shook, shaken. Wake, woke, woken to the style I'm creating. Think, thought, thought. Seek, sought, sought. Listen to the lesson that I teach, taught, taught. Don't sleep, slept, slept. I creep, crept, crept. I sneak, snuck, snuck up. You leap, leapt, leapt. I keep, kept, kept. Having fun. I'm never beat, beat, beaten. I win, won, won. Do, did, done. Begin, began, begun. Shoot, shot, shot. No, I don't own a gun. I leap, led, led. So I can feed, fed, fed. The knowledge you need. Straight to your head. When I bring it, I brought it. You catch it, you caught it. Sit back, relax, don't fight, fought it. Please don't freeze, froze, frozen when I speak, spoke, spoken. It's real, you can feel, I don't steal, stole, stolen. I choose, chose, chosen the very best rhymes and write, wrote, written them into my mind and into your mind. When we meet, met, met, I'll bet, 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 I won't let you forget, forgot, forgotten. I get, got, gotten. Every head nodding, don't think about stopping. Just come, came, come. This is hip hop. I don't sing, sang, sung. I sting, stung, stung. You cling, clung, clung on each and every word. You hang, hung, hung. It's not enough to dream, dreamt, dreamt. You gotta spend, spend, spend time on your goals. Please lend, lend, lend me your ear. Come near and I'll lay, lay, lay. Down this new sound that I make, made, made. I hope you don't say that you think it's junk. I hope you don't think that I stink, stank, stunk. If you're thirsty for English, come drink, drank, drunk. Cause I sing, sang, sung. All competition when they hear, heard, heard. What I give, gave, given. Encouragement when I spit, spat, spat. Never quit, quit, quit. Don't sit, sat, sat. Yeah, I like it like that. I'll even kneel, knelt, knelt. And beg you to express what you feel, felt, felt. I rise, rose, risen when I drive, drove, driven through the beat. Tap your feet as you ride, rode, ridden. Those that hide, hid, hidden. I find, found, found. If you flee, fled, fled, then I'll track you down. This is where I think I'm supposed to dance, but I don't dance. Does anyone dance? Now you see, saw, seen that I mean, met, met. Every
through lyrics. I draw, drew, drawn. Peace to ELLs. Now I go and gone. Thì trong cái phần thầy đọc rap đó thì có nhiều từ nó liên quan trong 60 đồng từ của chúng ta, đó liên quan 60 đồng từ. Thì nghĩa là đó là thầy đọc là recording in progress. Đó là phần 1, nó còn có phần 2 này nữa. Phần 2 đây. Từ nào có trong 60 đồng từ bất khả năng của lúc. The microphone I take, took, taken. You shake, shook, shaken. Thought, thought, seek, sought, sought. Listen to the lesson that I teach, taught, taught. No sleep, slept, slept. I creep, crept, crept. I sneak, snuck, snuck up. You leap, leapt, leapt. I keep, kept, kept. Having fun. I'll never beat, beat, beaten. I win, won, won. Do, did, done. Begin, begin, begun. Shoot, shot, shot. Though I don't own the knowledge you need. Straight to your head. When I bring, brought it. You catch, caught it. Sit back, relax. Don't fight, fought, thought it. Please don't freeze, froze, frozen. When I speak, spoke, spoken. It's real, you can feel. I don't steal, stole, stolen. I choose, chose, chosen. The very best rhymes to your mind. When we meet, met, met. I'll bet, bet, bet. I won't let you forget, forgot, forgotten. I get gotten, every head nodding. Don't think about stopping. Just come, came, come. This is hip hop. I don't sing, sang, sung. I sing, stung, stung. I cling, clung, clung on each and every word. You hang, hung, hung. It's not enough to dream, dreamt, dreamt. You gotta spend, spend, spend. Time on your goals, please lend, lend, lend me your ear, come near, and I'll lay, lay, lay down this new sound that I make, made, made. I hope you don't say that you think it's junk. I hope you don't think that I stink, stank, stuff. If you're thirsty for English competition, when they hear, heard, heard that I give, gave, given encouragement. When I spit, spat, spat, never quit, quit, quit. Don't sit, sat, sat. Yeah, I like it like that. I'll even kneel, knelt, knelt, and beg you to express what you feel, felt, felt. I rise, bros, risen when I drive, drove, driven through the beat. Tap your feet as you ride, rope, ridden. Those that high flag, then I'll track you down. Now you see, saw, seen, that I mean, met, met. Every word of the message that I send, sent, sent. I show, show, shown, I can fly, flew, flown. Now you know, new, known, I shine, shown, shown. Grew, grown with the verbs that you learn. Grammar through lyrics, I draw, drew, drawn. Peace to ELLs, now I go and gone. Okay. Và qua cả cái phần thêm cái phần phần rap video đó thì cô tin nhiều bạn sẽ nhớ được cách đọc từ và nhớ từ hơn, nó rất nhiều từ nó xuất hiện trong bài rap đó. Bây giờ chúng ta trở lại với phần này. Ai nhớ cô, khi chuyển động từ sang về quá khứ đơn, tức là chuyển V thành VP, thì VP có hai dạng. Dạng thứ nhất đó là ta chia theo có quy tắc. Có quy tắc là nó không nằm trong cái bảng 60 đó đâu các bạn ạ. Tất cả những từ không nằm trong bảng 60, 360 thì đó gọi là động từ có quy tắc, là ta phải thêm ED. Khi thêm ED thì có bốn quy tắc thêm ED đấy, chúng ta đã được học nha. Còn những bảng mà những động từ mà nằm trong cái bảng động từ bất quy tắc đó. Đây, những cái động từ này nằm trong bảng động từ bất quy tắc đó. Thì thi quả khứ đơn nó nằm ở cột 2 này các bạn. Cột VP. Đấy. Ví dụ như tôi biết. Mà cột 2 này là was, were. Nếu mà từ trở thành, mà cột 2 là became. Rồi là bắt đầu. Thì cột 2 là began. Vỡ hỏng. Làm vỡ làm hỏng là broke. Rồi mang lại là brought. Rồi xây dựng là built. Vân vân. Ta phải chú ý vào cột VP. Nhớ ý cô nhá. Khi chia là ta nhớ vào cột VP. Cột thứ hai. Trừ cái cột thứ tư đó này, cột thứ nhất là động từ nguyên thể, cột thứ hai chính là động từ ở bất quy tắc ở quá khứ đơn. Đấy nhá. Động từ bất quy tắc ở quá khứ đơn. Đó.
Và bây giờ đối với cái động từ bất quy tắc ở quá khứ đơn, động từ đưa về quá khứ đơn á, thì dựa vào công thức cô đã dạy, một là có quy tắc ta phải thêm ed, được chưa? Một là hai là chúng ta dựa vào cột hai của bảng động từ bất quy tắc để chuyển động từ đó về quá khứ đơn. Ví dụ bây giờ cô nói như này, hãy chuyển các động từ sau về quá khứ đơn. Đây có lại ví dụ đây. Hãy chuyển các động từ sau về quá khứ đơn, chẳng hạn từ thứ nhất là live, từ thứ hai là go, rồi từ thứ ba là play, rồi từ thứ tư là to have. Được chưa? Khi ta chuyển về quá khứ đơn, trước khi chuyển ta phải xem xét thử cả cái từ đó là từ có quy tắc hay bất quy tắc để mà chuyển. Ví dụ như động từ live, ta nhìn sau trong 60 động từ bất quy tắc ta có thấy động từ live không các bạn? Thấy không? À không thấy. Không thấy nằm trong bảng 60 động từ bất quy tắc, chứng tỏ động từ này có quy tắc. Vậy có quy tắc thì ta chỉ ta thêm ed theo quy tắc thôi. Từ live thì có tấn công lẽ rồi ta thêm đề là được. Được chưa? Rồi bây giờ ta nhìn vào thứ hai, cái từ gấu ta nhìn trong bảng động từ bất quy tắc ta có thấy nó xuất hiện không? Có. Nó là năm vị trí thứ mấy cả lớp? Thứ 24. À 24. Vậy cột thứ hai của từ gấu là từ gì cả lớp? Went. Đúng không? Từ went thì ta chuyển về quá khứ của nó là went. Rồi tiếp theo từ play, ta nhìn trong 60 động từ bất quy tắc có nó không? Không. À, không có, đúng không? Không có. Vậy không có thì ta cứ theo động từ có quy tắc ta tìm ed đi, đưa về quá khứ. Rồi tiếp tục ta nhìn vào động từ have, nhìn vào đầu bảng 60 động quy tắc, động từ bất quy tắc ta xem có. À có động từ thứ mấy cơ lớp? 26. À 26. Cột hai của nó là gì? Cột hai của nó là gì? Had. À had. Vậy bây giờ sẽ có dạng bài tập như thế này. Chuyển các động từ về quá khứ. Ta có biết cách để làm không? Có. À, chúng ta sẽ làm bài tập như vậy. Làm bài tập như vậy để luyện. Đó là bài tập là chuyển các động từ về quá khứ đơn. Bài tập này trên live worksheet. Im lặng đúng không? Riêng bình thường cũng sẽ gửi cho chụp hình ảnh để thương lan. Còn các bạn chúng ta làm trên live worksheet đúng nhé. Có thể gửi cái hình ảnh cái nhỏ luôn thôi nhé. Được đâu đó. Cô một tí mang nó lại để cô bao nhỏ. Có lại gửi trên Zalo của chúng kia để có gửi hình ảnh.
nó biết mi thấy chưa là nắng mẹ người đứng đầu người đứng đầu rồi rồi chị biết rồi 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 đông 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 với là đợt đi đấy chị đừng có ổn thì lớp chị lắm á là có tổ chức thi thử online thì cho các cháu tự tí một tiếng rồi sau đó một tiếng là chưa bài mà cái đề là theo sát của sở giáo dục còn học phí thì có một buổi học 2 tiếng thì 95.000 một buổi đó nếu mà cháu mà đang tham gia thì nói phụ huynh cho đăng ký tham gia để được luyện thêm thì cáo mẫu nọ nhưng cơ bản mà để lấy điểm để vô ấy trên bá là sẽ ổn đó nếu cháu quyết tâm hỏi chị có số dưới này chị cho số của cô có Thủy Hiệu Phó em gọi trực tiếp của Thủy luôn. Cô Thủy nói đắng, cô Thủy nói đắng. Rồi dư là em thử hỏi trực tiếp cô Thủy để mà làm việc trực tiếp làm gì ra hết. Rồi có cái chỉ đó là sau này con nữ là cô giúp mình được nhé. Mình nhớ được. Có rồi đứng lệnh like cho em cái nào phải out bị out ra có. Kết bạn Zalo của chị, đó chỉ đứa có nhóm thứ 7 này là thi thử buổi đầu tiên. Từ một tiếng thi xong cho các cháu thi trong vòng một tiếng như cái đề thi thật luôn. Kiểu nữa, làm đề được làm xong rồi là có điểm bảo vệ trực tiếp luôn. Rồi là 60 buổi là cứ có xếp điểm từng buổi là chị sẽ tư vấn được là nó sẽ có ổn hay không. Rồi là 6 một tiếng thí đó là chỉ một tiếng con là chỉ chưa bài thí thử và rủ ra cái mèo thí cho các cháu. Nghĩa là rồi đấy là sự giao lưu của chị đó nhá. Nói cháu nó kết bàn nó đỏ nhất để làm chị lập dành cái kịp tên của bố thứ 7 và thí luôn nhá. Rồi ok nhá. Có, cửa đứng lính lại cho em khi nào mà bị áo rào. Em bị áo rào? Dạ. Cháu phải không? Đúng có. Em có hiểu là mình phải làm phải chứ? Đến cái đoàn có hướng dẫn chứ?
Khi nào có một cái thì em hiểu rồi, nhưng mà khi mà cậu chuẩn bị gửi đường link này thì nhìn em bị đào lao ra. Ờ, rồi bây giờ em ấn vào đường link làm lại thôi nhá. Các bạn ấn đường link để cho nó cũng có. Ờ, đường link để cho nó cũng được. À, các bạn làm đây chụp điểm cho cô. Làm chụp điểm cho cô. Còn bạn nào mà không không làm được cái nó thì làm trong kia trong trong vở để chụp lại cho cô. À, 54. Ở đây là mục đích để luyện từ, có quy tắc luyện từ, bật quy tắc luôn. Nên là làm hơi hơi lâu đấy, khoảng 30 phút. Làm 30 phút. Lộc em ghi vào vở em nhé, em nhìn trên nhóm đó, làm ghi vào vở đó, em ghi vào vở ví dụ tôi slip này, ví dụ có một slip này em đánh mũi tên này, viết là chẳng hạn như đó là động từ cổ bật cái tắc thì em là thành slap đấy, đó. Nhìn vào cả cái bảng đã vừa ghi rồi nhìn, nếu mà không có trống thì là có quy tắc và ta thêm đi, đó, cứ thế làm. Để chúng ta luyện động từ có quy tắc và bất quy tắc luôn. Hãy
anh làm được đến câu mấy rồi em? Tân Tinh làm đến câu số mấy rồi? Cũng nghe được. Câu chuyện của câu chuyện đúng em? Dạ. À, Thuy Lĩnh làm đến câu mấy rồi em? Cô la đến câu 15 rồi cô. Gia Bảo đến câu mấy rồi em? Em làm lần sôn quá. À, câu nó ghê với làm trượt nữa. Nhưng khoảng được 7 câu thôi. Em khoảng 29 tư nữa phải có. Rồi, ok. Khắc Hiểu làm được mấy tư thôi? 44 nữa. 40 tư á, 44 tư á. Nhắn gì à? Giáo Huy được mấy tư em? Dạ. Mấy tư đây? 35. Ồ, 35 tư nhắn quả. Văn Bảo. Văn Bảo có mặt không ngay? Văn Bảo có mặt chứ? Đêm nay Văn Bảo vặn à? Thiên Hạnh được mấy tư rồi em? Bảo Ngọc mấy tư? Nội cũng nghe được. 20 cơ. Chị Hiểu được mấy tư rồi em? 20. Em đọc nhà tao được rồi. Thương mấy tư đây? Mời bên tư cổ ạ. Vậy là Hà Lộc với Thương nó phải vô vợ. Khi cả nay chúng đã làm xong cái dạng cái bài tập này xong á, thì làm sáng thể khẳng định của thi quá khứ đơn này rất là dễ, cực kỳ dễ luôn. Chỉ cần quan tâm đến động từ này là được và nhận biết là được.
Chị hiểu ơi, em không viết được, em viết vào vở nhé. Viết vào vở, chụp vở cho cô. Yeah. À, hiểu đã gửi cho cô. À, 10 điểm. Tại 24 mà vẫn được 10 điểm à? Không phải về tư chủ nguyên lắm, đồng tư bật viết lắm. Thứ hai có đọc bảng không hiểu. Đá là không quá. Đóng bằng 360 đồng tư vật thì các chúng tôi được có thể nói đến tư được. Bảo đã gửi. Có 246 để cho trọng bảo. Giá bảo. Em nhìn trâu sóng, em lượt bị quế một chỗ tư đỏ là có bị có nói đi em nó nghe được có không nghe được em nghe nghe chứ nghe nhỏ lắm à rửa rồi em thì kiểm tra bến ấm lương của em thì bên cô to lắm. Để em đoạn ra vào like của ạ. Ừ, em thì đoạn ra vào like.
Em nghe tối la rồi có. Rồi em nghe rồi chưa? Dạ rồi. Cái này dễ em gọi để em phải tập nữa giống hãy gọi để năm mãi này là Lan nhỏ lắm mà trong mãi đừng học đó nó nghe được. Ok. Hai bạn đã gửi bài rất là nhanh, đúng không? Mới có hơn 10 phút. À, các bạn làm có điểm rồi thì ghi vào vở đi, ghi vào vở cho nhớ. Nhưng hai bạn cả hiểu với là cả giá bảo thì chúng ta ghi nhớ từ đó. Từ nào sai thì dừng lại đó lại chưa ghi. Tính được có chưa rồi mới ghi. Từ nào đúng rồi thì ghi. Cái đó em nó gồm 300 sáu mươi đồng sạch đồng tơ có. Ừ, okay. Em nó có được. Rồi, mình có đến là cái từ số 2 là cùng là đồng từ bất quy tắc các bạn ạ. Nhưng mà nó không nằm trong 60. Nó nằm trong 360. Từ số 15 cũng là đồng từ bất quy tắc. Nhưng mà không nằm trong 60 mà nằm trong 360. Thì có hai từ động. Còn ở những từ khác mà đồng từ bất quy tắc là hầu như có ở trong là đều có trong bảng đồng từ bất quy tắc của dạy. Cái đó em ngồi em gửi vô nhạc là tổng cộng.
trên 10. Em người ba rồi. Bạn Bảo Ngọc đã gửi bài, bạn Trần Tinh đã gửi bài. Bảo Ngọc được 8 điểm trên 10. Có một từ số 15 là 5360, em không biết. Nhưng từ số 22 là có trong bảng đó Ngọc à? Từ số 22 là có trong bảng nhé. Rồi từ số 33 cũng có trong bảng nhé. Đấy. Còn cái từ số 40, số 19 với số 12 là các bạn đều chưa hiểu lắm đó, có thể giải thích. Và 8 điểm là cũng ổn rồi. Các bạn Trân Tinh. Rồi, cái trẻ vô em gấp đôi chữ L phải không Tinh? Em chụp cũng thấy rõ lắm, hình như được đó. Còn lại đôi chữ L. Rồi, còn lại đúng cả rồi. Được 9,8 mấy đấy là người ta cho lên sạt 10 nên là cho lên gần bằng 10 luôn vì 50 câu 9,88.
Chị phải tạm tạm chị phải tạm mời câu không phải ai điểm. Rồi điểm vậy là các bạn làm như vậy là câu. Nhưng bạn có lại cần trước. Rồi chân tinh nhưng bàn xong rồi thì chúng ta chạy phơ vở trong lúc chơi các bạn thì chạy phơ vở. Có cho em hỏi đi. Nói đi em. Câu 33 cái này là em có là em viết đúng mà nắng hồ vẫn chậm sai có ơi. Em viết chưa đúng, em viết thưa chưa rơi. Có đúng em viết thưa chưa rơi. Hoặc là gió trống của em cùng viết sai.
Nhưng bạn có like khẩn trương các bạn ơi. Đã khẩn trương đó. Bả phụ đây nhá. Đừng 9:10 có chiều 3 nhé. Các bạn đã ghi những bạn làm xong rồi, đã ghi vào vở xong chưa? Chưa. Thế này người ba được cô. Được. Rồi cô. Thiến này nhỉ. Thế này gửi cô đã nhận được đâu? À đây rồi, đây rồi, đây rồi, đây rồi. Rồi Thiên Anh được 6 điểm. Thiên Anh xem lại cho cô này, câu số 1 là đã có trong bảng 60 em nhé. Câu số 5, yeah. Câu số 5, câu số 6, câu số 7 cũng có trong bảng nè. Rồi câu số 30 cũng có trong bảng. Câu số 37 cũng có trong bảng. Câu số 38 cũng có trong bảng. Câu số 42 cũng có trong bảng. Đấy là những cái từ đó em sai, em kiểm tra lại bảng của em nè. Dạ. Quả là có. Rồi ok. Chờ bạn nếu quên xin một thêm 1 tỷ. Nếu quên 1 tỷ. Câu ấy câu này như em vô like vậy thì là không được nữa cô ạ. À. Vậy là lúc này em được 8 điểm không em? Dạ. Rồi vậy bây giờ cô chưa ai nhé. À, thướng với bạn ơi. Thướng với bạn ơi. Hà Lộc đang cứ sóng cho em. Khổ quá cô ạ. À khổ quá à, rồi. Rồi vậy đây là Việt sóng cho em. Dạ rồi. Rồi. Bây giờ cô chưa ai nhé.
khi chia về thi quá khứ đơn á, ta chỉ cần nhìn vào nhận biết của câu. Ví dụ như có yesterday, có ago, có last month, last night, last year, last week, có in còn thời gian trong quá khứ. Thì nếu đó là thể khẳng định, ta cứ lấy công thức chủ ngữ cộng VP. Mà khi chủ ngữ cộng VP á, thì động từ ta chủ ý chia thành một trong hai dạng, hoặc có quy tắc hoặc bất quy tắc. Nếu có quy tắc thì nó không nằm trong bảng 60 động từ bất quy tắc. Đó. Và khi đó ta thêm ED. Còn nếu có trong bảng 60 động từ bất quy tắc thì ta học thuộc cột hai của nó là được. Ví dụ từ sleep thì nó nằm trong bảng động từ bất quy tắc. Cột hai của nó sẽ là slept. Đó, slept. Để tôi cho to thêm một tí cho các bạn dễ nhìn. Đây. Rồi, riêng cái từ pay thì trong trong bảng đó hình như cô không cung cấp, nhưng trong lịch có cái này là có thêm trong bảng 360 động từ bất quy tắc. Sau khi học xong 60 động từ bất quy tắc, bạn nào muốn học chuyên sâu hơn nữa thì chúng ta tìm hiểu thêm trong 360 để chúng sau này chúng ta chủ động dùng từ. Và cái cột thái của nó là thành pay là trả. Lúc nãy thầy kia đọc cũng có cái từ này đấy. Rồi từ thích cũng có trong bảng động từ bất quy tắc, cột thái của nó là thúc mang đi, đúng không? Từ say cũng có trong bảng động từ bất quy tắc, say set, cột thái là set. Nói từ lose cũng có trong bảng động từ bất quy tắc, lose, loss, và đó là đánh mất. Từ make cũng có trong bảng động từ bất quy tắc, make. Ngày xưa thầy của cô dạy 360 động từ bất quy tắc, giáo cho cả lớp bọn cô là phải học thuộc 360 động từ trong vòng một tuần. Một tuần cho là 6 ngày đi. Vậy bình quấn mồi đếm nhà cô phải đọc thuộc 60 động từ bất quy tắc, 6636. Nhưng mà cô đam mê đến nồi mất, trong một đêm cô thức đến khoảng gần 3 giờ sáng, học gần đến 3 giờ sáng thì cô thuộc cả bảng 360 động từ bất quy tắc tại thời điểm đó. Chỉ trong một đêm con ạ. Chỉ trong một đêm. Vậy bây giờ chúng ta chỉ có 60 động từ thôi, thì cô cũng mong các bạn là cố gắng học thuộc. Để rồi sau này các bạn sẽ thấy được cái lợi ích của nó rất là nhiều. Bây giờ mới học các bạn đang còn thấy là đang còn thấy tác dụng, nhưng sau này sẽ biết được tại sao chúng ta lại cần phải học cái bảng này nhé. Rồi từ know trong bảng động từ bất quy tắc có đó là thành từ new, know, new, known, và từ này nghĩa là biết, đúng không? Từ derive nó có trong bảng động từ bất quy tắc, derive, derive, derived. Drive the road, the driven, lại xe. Đó. Từ theo nó có trong bảng từ động từ bất quy tắc, theo, thâu, thâu, cột hai là thâu, nội. Từ laugh nó không nằm trong bảng động từ bất quy tắc, ta thêm ed. Đó. Từ travel nó không nằm trong bảng động từ bất quy tắc, ta thêm ed. Travel. Riêng cái từ số 12 hay là nhiều bạn sai. Từ em đúng là thấy không có. Không nhìn thấy trong bảng động từ bất quy tắc mà em nó là động từ chỉ ở hiện tại của to be. Nó to be của hiện tại là em is a. Vậy em số it thì đưa về quá khứ sẽ là was. Là này như bạn nhầm nhá. Rồi từ think có trong bảng động từ bất quy tắc. To think có trong bảng động từ bất quy tắc nên là think, thought, thought. Nha. To call nó không có trong bảng động từ bất quy tắc nên ta thêm ed. Call là gọi. Từ forget nó lên không nằm trong bảng 60 động từ bất quy tắc mà nó nằm trong 360 động từ bất quy tắc. Forget, forgot, forgotten. Forget, forgot. Hơi như vẫn có phải chứ thầy? Có gõ không bạn? Từ quên đấy. Từ kiểm tra. Không. Ở trong effort có? Không có. À không có. À rồi. Vậy thì nó nằm trong cái bảng là 360 động từ bất quy tắc. Giờ có một tí. Rồi từ dance, đám là nhảy, khiếu vũ, từ này không có trong 36, không có trong bảng động từ bất quy tắc. Và từ dance nó đã có tấn công là chữ é thì ta chỉ việc thêm đế nữa là được. Dance là khiếu vũ, đã khiếu vũ. Từ become nó có trong động từ bất quy tắc, become, became, become là trở thành.
Từ give nó có trong động từ bất quy tắc, từ give, gave, given là cho tặng. Cái câu số 19 từ a, a đó là một dạng hiện tại của to be và a số nhiều nên đưa về quá khứ là were. Ở đây thì riêng bạn hiểu bằng tinh về bằng là làm được phần này. Rồi từ go ở trong bảng động từ bất quy tắc có cột thái là when, go, when, gone là đi, đúng không? Từ write có trong bảng động từ bất quy tắc write, wrote, written là viết. Từ drink có trong bảng động từ bất quy tắc drink, drank, drunk là uống. Từ play không có trong bảng động từ bất quy tắc nên ta chỉ việc cái mẹ đây là được, played. Từ sit có trong bảng động từ bất quy tắc sit, sat, sat là ngồi. Từ put có trong bảng động từ bất quy tắc nên là put, put, put là đặt, để, đó. Rồi từ kiss là không có trong bảng động từ bất quy tắc nên ta thêm ed, kiss. Từ work không có trong bảng động từ bất quy tắc ta thêm ed, worked. À. Từ do có trong bảng động từ bất quy tắc do, did, done là làm. Từ see có trong bảng động từ bất quy tắc là see, saw, seen. Saw là nhìn thấy. Đó. Từ keep có trong bảng động từ bất quy tắc keep, kept, kept là giữ. Từ eat có trong bảng động từ bất quy tắc eat, ate, eaten. Đó. Từ cook không có trong bảng động từ bất quy tắc ta thêm ed, cooked. Từ buy có trong bảng động từ bất quy tắc buy, bought, bought là mua. Từ clean có trong bảng động từ bất quy tắc ta thêm, à không có trong bảng động từ bất quy tắc nên ta thêm ed, cleaned. Từ speak nó có trong bảng động từ bất quy tắc speak, spoke, spoken là nói. Đó. Từ wash là không có trong bảng động từ bất quy tắc ta thêm ed, wash là giặt hoặc là rửa, ví dụ rửa mặt là wash the face, giặt đồ là wash the closet. Yeah. Từ mean có trong bảng động từ bất quy tắc mean, meant, meant là có nghĩa. Từ feel có trong bảng động từ bất quy tắc và có nghĩa là feel, felt, felt là cảm thấy. Từ study có trong không có trong bảng động từ bất quy tắc thì ta thêm ed. Và từ study thì động từ có tấn công is và trừ is phù hợp thì ta phải chuyển is thành in ngắn rồi thêm ed. Từ is thì đây là một dạng của to be ở hiện tại và is là số ít nên đưa về quá khứ của nó là was. Cái này nhiều bạn sai. Từ walk là động từ có quy tắc nên ta thêm ed, walked là đi bộ. Từ meet là có trong bảng động từ bất quy tắc meet, met, met là đã gặp gỡ. Từ swim nó có trong bảng động từ bất quy tắc swim, swam, swam là bơi. Rồi từ sing có trong bảng động từ bất quy tắc sing, sang, sang của Thái là sang là hạt. Từ leave có trong bảng động từ bất quy tắc leave, left, left là rời khỏi. Từ hear có trong bảng động từ bất quy tắc hear, heard, heard là nghe thấy. Từ get có trong bảng động từ bất quy tắc get, got, got là có, nhận lấy. Từ run cũng có trong bảng động từ bất quy tắc run, ran, run. Từ read có trong bảng động từ bất quy tắc tuy nhiên nó viết chậm nhau read, read, read. Từ die không có trong bảng động từ bất quy tắc ta thể chỉ việc thêm đêm. Đấy, đơn giản vậy thôi. Đó, nó đơn giản vậy thôi. Đến những bạn nào mà chưa gửi bài cho cô thì chúng ta tự đối chiếu để biết được là mình đã viết được đúng bao nhiêu câu nha. Yeah. Vậy là trong cái phần này luyện, chúng ta đã luyện rất kỹ về động từ có quy tắc và động từ bất quy tắc. Động từ có quy tắc và động từ bất quy tắc. Thì chúng ta lại trở lại với cái thể khẳng định. Thể khẳng định chúng ta chỉ cần là có lấy chủ ngữ cộng động từ ở dạng VP. Mà VP thì phân tích bừa dư cho lá liệt cho nên gốc có quy tắc, bất quy tắc. À, vì vậy là khi chúng ta chia thì chúng ta chỉ cần là việc là quan tâm đến động từ. Vì vậy về nhà cô giáo cho các bạn làm bài tập ở Google Form. Bài tập đó là chia động từ ở thể khẳng định thi quá khứ đơn của cả câu. Yeah, chia động từ ở thể khẳng định quá khứ đơn ở cả câu. Thì cái này là phần bài tập về nhà. Có con đọc không có? Để chị em ơi. Đọc qua có quay video chứ. Bạn nào mà đọc 34 rồi thì chúng ta chỉ cần quay video 34 nữa. Còn bạn nào mà chưa đọc
34. Thì là hôm nay đọc 64 luôn nhé. Và tuần này ta chỉ được học một buổi thôi, nên là thoải mái thời gian để chúng ta về nhà làm bài tập với quay video. Các bạn cố gắng là nộp bài đầy đủ cho ông Sáu là đến cái khí mà xét xét phần thưởng cuối khóa mà lại thiếu bài là giờ nữa. Đó, là cái này là chúng ta về làm bài tập về nhà. Về làm bài tập về nhà có mở đến đường link để có hướng dẫn cho các bạn luôn. Bài tập về nhà hôm nay. Đó, chúng ta chia vào cái câu trả lời của các bạn thì các bạn viết vào giữa này. Tốt nhất là viết chữ thương, không viết chữ hoa. Thì để viết ở giữa này. Sẽ lấy điểm lần cuối cùng nên cho các bạn được luyện thoải mái, được chưa? Viết một lần thấy chưa ổn thì viết lần hai. Sẽ lấy cái điểm cuối cùng của các bạn. Đó. Các bạn nhớ điểm từ chấm luôn chứ có. Các cái này từ chấm các bạn không cần phải chụp bài chụp điểm. Thì bên cô sẽ tự động là lấy điểm. Nhưng trước khi điên thì các bạn nhớ ghi họ tên của các bạn đấy này. Để cô biết được này. Với lời mày nó mới nhận chứ nó ghi họ tên là nó nhận đâu. Nha. Là các bạn ấn vào đường link đó nó sẽ làm được. Và cuối cùng là ấn vào gửi, sau khi gửi để xem điểm là có điểm của các bạn để xem thấy điểm luôn. Đó là phần bài tập về nhà. Không cần mật khẩu để vốn có. Tổng không cần mật khẩu. Cái này không cần mật khẩu và nó làm luôn. Còn cái phần tiếp theo có hướng dẫn để hè này chúng ta được luyện thêm về phần lực sau để cùng chúng ta củng cố thực chắc cái kiến thức lực sau. Ngoài cái ứng dụng Easy Class chúng ta phải Easy Class là chúng ta cũng cố gắng là làm thế nè, học đọc cho phần tư vấn cho tốt nè. Khi chúng ta thêm vào phần luyện IELTS đấy, các bạn ấn vào IELTS, vào Google ấn IELTS. Rồi, khi vào IELTS thì đây có chữ hấp dẫn cháy mê thấy ngay kết quả là vào đó. Cái này các bạn được thí hoàn toàn miễn phí, không phải nộp bất kỳ một cái phí nào cả. Chỉ cần là các bạn cố gắng là đăng ký và ghi lại cái tên đăng ký, tên đăng nhập để lần thứ hai vào mà lờ mà nó bị áo rồi thì chúng ta cùng nhớ tên để mà vào, thấy chưa? Khi chúng ta ấn vào đăng ký ở góc bên phải đăng ký này này, ấn vào đó. Có cần là cái gì em? Nói cô chưa nghe được em ạ. Rồi. Ấn là đăng ký ngay. Thì ấn thì nó là ấn vào đăng ký ngay. Đăng ký ngay thì tên tài khoản ví dụ như là ví dụ như cô viết là Miss Mơ. Miss Mơ. Đó, viết sát nhau được luôn. Rồi, nhập mật khẩu đăng nhập thì ta phải nhớ. Ta có thể là viết tên ví dụ như cô viết là Lê Mơ 1983 chẳng hạn, đúng không? Thì viết lại. Chữ viết đâu là viết hóa, sau đó viết thương cả. Đó, thì chúng ta ấn vào, ấn để đăng ký ngay. Mật khẩu không hợp. Đó, bị thưa đây. Đó, nhận để đăng ký. Tài khoản đã tồn tại. Tài khoản này đã tồn tại. Đổi khả tí. Đó. Rồi vào từ đấy thì chúng ta cập nhật thông tin. Cập nhật thông tin là ngày tháng năm sinh là mấy đấy, giới tính đấy, rồi là đấy, vân vân. Giới tính này, Việt Nam này, tỉnh thành này, chúng ta vào tỉnh thành. Vào đúng tỉnh của mình, tỉnh này á. Rồi cập nhật đó là huyện Anh Sơn. Vào cập nhật. Đến không chữa sổ. Tên không chữa sổ. À tên này. Họ tên đầy đủ chứ họ tên đầy đủ. À, như vậy. Rồi cập nhật. Ngày sinh không hợp lệ. Chưa làm xong ngày sinh nó chưa cho. Ấn vào số 5 ấy. Ta là 2007 ấy. 2007. 10 quá. 10 quá. Đâu nhỉ? À đây, ấn đăng ký này, ấn đăng ký này. Đó, thì ví dụ như ta ấn vào 2010. Ngay tháng năm mấy đó, cập nhật. Khi nó đụng rơ thì mới được. Ok. Khi vào tiếp theo.
và cái tài khoản của các bạn nó sẽ theo các bạn từ lớp 6 cho đến lớp 9 luôn. Tháng năm các bạn không cần đổi cái khoản nữa. Ví dụ bây giờ mình đăng ký lớp 6 thì hết năm thì các bạn có nhiều tài khoản học viên, phụ huynh, giáo viên hay gì cả, mình là ấn vào tài khoản học viên nha, ấn vào tài khoản học viên. Rồi khi đến tài khoản học viên thì lại ấn tiếp tục, chọn tỉnh thành. Chọn tỉnh thành. Là Nghệ An. Rồi huyện Anh Sơn. Rồi cấp trung học cơ sở, chọn trường. Trường thì các bạn ấn vào cho cô cả Linh Sơn với là cả Cao Sơn, nó đều ấn của Cao Sơn nhá, để cô vào theo dõi nè. Rồi ấn vào khối 6. Đó. Rồi một lớp nào cũng được, không cần từ có cái lớp nó được ấn lớp 6A chẳng hạn. Đó. Rồi. Vậy là đã vào được cái lớp của mình rồi, vào được cái tài khoản của mình rồi. Vậy vào ở đâu để mà thi? Thì vào cái chỗ là thi thử hoặc là tự luyện. Đây, thi gồm có là cấp trường, ấn vào thi thử cấp trường. Xem. Ồ, vậy nó cũng phải thi thử, đúng rồi, tự luyện, ấn vào tự luyện. Đây, ấn vào tự luyện, chúng ta ấn vào tự luyện. Thi sẽ có là tổng là đấy là đáng mở vòng 35. Đáng mở vòng 35. Trong đó cái vòng các bạn đáng thi đấy là vòng 1. Khi các bạn làm bài vòng 1 đã xong rồi á. Trong bài vòng 1 là có 4 bài. Đấy, và 4 bài này không hay khó đâu, dễ cả, ai vô làm được cả. Làm chưa được từ có vô làm lại. Vì là số lần thí mấy lần này, điểm bao nhiêu này. Còn làm hết vòng 1 rồi thì nó sẽ nhảy quá vòng 2 rồi bạn. Và cứ bảo bạn nào thí hết vòng 30 thì bảo cho cô. Được chưa? Thì khi đó chụp hình bảo cho cô. Là khi đó sẽ có qua cho các bạn ạ. Là cái này cũng tạo cái động lực cho các bạn để tự học thêm nữa. Để sáng lắm. Các bạn chỉ cần thi đấy đến vòng 30 là các bạn đã có cái rất là nhiều kiến thức về lớp 6 rồi. Rồi về chúng ta lập. Tài về năng cốt. Về chị em? Tài về năng cốt. Không cần tài. Cái đó là đăng ký trên mạng luôn em nhé. Và khi đăng ký tài khoản là ghi nhớ ghi cái tài khoản vào đâu. Với là số mật khẩu. Nhớ ghi vô tờ giấy hoặc tờ quyển vở, quyển sổ hoặc là góc học tập nào đó. Chứ không bữa sáu quên cái là không vào được đó. Ok. Rồi, các bạn cứ về làm chỗ nào không hiểu thì hỏi cô. Ok, who have any idea? Có bạn nào có ý kiến gì nữa không? Đại điểm. À rồi, không đánh, có điểm nữa. Thế này mấy điểm em? Sợ quá. Ừ, chị hiểu. Bài quá. Rồi, Bảo Ngọc, Hà Lộc có điểm chứ gọi đúng không? Bảo Ngọc. Tạm ạ. Rồi tiếp tục Như Quỳnh. Chơi cô tỷ không đặt mắt. Alo. Dạ em chào anh. Dạ. Em dài anh nhá. Dạ em đi ngay con lại tự gần chưa đi. Dạ. Nắng có vấn đề gì anh? Dạ. Có. Khỏi quá lịch. Khỏi mà lịch như năm ngoái. À rồi, anh nhận cái tên nó ấy. Có đi tỉnh không anh? Có đi tỉnh không? Không đi tỉnh không? Dạ. Yeah. Dạ. Yeah. À để cho biết, để cho biết khỏi về đề xuất. Nhưng mà nói anh thiệt thà đi tỉnh thì để má nhân biết. À dạ. Yeah. Dạ. Yeah. Dạ. Yeah. Dạ. 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 Có có. Được anh nhận vô đó thì tí đợi em chém hết đi là học sinh đừng chơi em tí nhá. Dạ dạ. Dạ gì có gì dạ. Dạ dạ vô Zalo rồi nhé. Dạ. Rồi tiếp tục cự nhiều quên có điểm em? Mấy điểm em? Rồi, Đinh Tú có điểm không? Đinh Tú bữa này có vào không ơi? Không thấy phải không? Thôi nhưng không thấy vào năm 6. Đinh Tú nói quên này. Ôi, cô kiểm tra lần nữa. Quỳnh Như cô không có điểm đúng không? Hoa Thương không có điểm. Văn Châu không có điểm. Thuy Linh mấy điểm em? 8 điểm có. Trân Tinh mấy điểm?
Vân Tinh rồi đấy. Văn Bảo không có điểm, Cạnh Nguyên, Giáo Huy có điểm em, mấy điểm em? Bố Hiểu mấy điểm em? Đâu rồi? Mười con. Vân Tinh đâu rồi? Em mà bèo ra cô. Mấy điểm em? Mười con. Rồi vậy nha, các bạn làm bài tập trong cái phần Google Form đầy đủ. Các bạn cố gắng nữa, bài tập đó lên đó chỉ có việc ẩn vào đó rồi làm gửi lại điểm nữa. Cố gắng mà làm. Ok, goodbye, see you again. Goodbye teacher, see you again. Goodbye teacher, see you again. Okay. Goodbye.